sĩ đông y thì tiết lộ cho mình bốn cái cách để mình có thể phòng ngừa những cái bệnh về tai biến mạch máu não. Mọi người biết rằng là tai biến mạch máu não hiện nay xảy ra khá là nhiều ở người cao tuổi, thậm chí là hiện nay thì đã bị trẻ hóa. Những cái người mà trẻ tuổi thì cũng bị tai biến mạch máu não rất là nhiều, hoặc là có những cái người mà họ vận động rất là nhiều nhưng tại sao mà vẫn bị tai biến mạch máu não? Bởi vì là trước đây nhà Tâm có một bác giúp việc thì bác ý ai nhìn vào thì cũng nghĩ là bác ấy gầy và bác ấy lao động rất là nhiều, nhưng bác đã bị tai biến một lần và lúc mà bị tai biến đấy thì phát hiện ra, may là phát hiện kịp thời, và bác chỉ bị liệt một nửa bên người thôi. Thì hiện nay là bác đã không còn có thể có tức là không làm được cái việc giúp việc cho nhà Tâm nữa. Đấy, thì cái việc mà tai biến mạch máu não nó xảy ra với cái tần suất cao hơn, chính vì thế mà các bác sĩ đông y đã chia sẻ cho bệnh nhân cái cách để làm sao mình có thể phòng ngừa được bệnh tai biến mạch máu não, kể cả ở người cao tuổi, người trung tuổi cũng như là những người trẻ tuổi. Thì tốt nhất là mình nên tập thể dục hàng ngày tối thiểu từ 15 cho tới 30 phút mỗi ngày. Ví dụ như buổi sáng thì Tâm sẽ dành thời gian khoảng 15 phút đến 30 phút để tập thể dục mọi người nhé. Mọi người hoàn toàn có thể tập thể dục ở trong nhà. Mọi người bật các cái băng đĩa lên để mình có thể tập theo, có nhạc thì mình tập thể kích thích việc mình tập được lâu hơn, được nhiều hơn. Thì khi mà mình tập thì sẽ giúp cho huyết máu của mình lưu thông trong cơ thể, thì tránh cái việc tích tụ máu làm máu đông tắc các cái mạch máu cũng như là mạch máu não thì sẽ dẫn đến đột quỵ nhé. Cái thứ nữa đấy là mình cần điều chỉnh chế độ ăn uống của mình, để một chế độ ăn uống làm sao cho nó lành mạnh, đủ bốn nhóm dưỡng chất, và mình kiêng những cái đồ nội tạng động vật thì nó sẽ dễ làm tăng cái mỡ máu. Tăng mỡ máu thì dẫn đến nguy cơ bị tắc mạch máu nhiều thì sẽ dẫn đến đột quỵ. Và cái nữa là mình cần ăn uống khoa học, mình sẽ kiêng hạn chế rượu bia cũng như là thuốc lá, các chất kích thích, bởi vì là nó không tốt cho sức khỏe của mình. Và ngoài ra thì các bác sĩ đông y cũng khuyên rằng ở lứa tuổi là người cao tuổi, người trung tuổi hoặc là thanh niên thì mình hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp thêm đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, stress. Nó cũng là cái nguyên nhân mà ảnh hưởng đến sức khỏe về tâm lý của mình. Từ cái tâm lý không tốt thì cơ thể của mình sẽ dễ nhiễm các cái bệnh hơn và mình sẽ dễ mắc các cái bệnh. Rồi khi mà uống đông trùng hạ thảo ấy thì nó còn có tác dụng là giảm mỡ máu, điều hòa máu và tăng cường cái sức khỏe của thành mạch máu cũng như là tăng cường cái sức khỏe của cơ tim, thì giúp cho là huyết áp của mình được ổn định, tránh cái việc đông tụ máu rồi máu nhiễm mỡ sẽ không bị tắc nghẽn các cái mạch máu lên não hoặc là các cái cơ tim nó không bị ảnh hưởng. Tăng cường sức khỏe thì mình sẽ hoàn toàn có thể phòng ngừa được bệnh tai biến mạch máu não hoặc là đột quỵ. Nhưng mọi người nhớ này, bởi vì đông trùng hạ thảo nó là cái thực phẩm thiên nhiên, thế nên là mình cần phải có một khoảng thời gian sử dụng đủ dài, nó không phải là thuốc, thì mọi người không thể mong chờ được vào đông trùng hạ thảo nó giống như là thuốc tiên, tức là mình uống vào thì sẽ có tác dụng ngay. Mà cái đông trùng hạ thảo này mình muốn mọi người sử dụng giống như một loại trà, nó rất là dễ dùng thôi. Là một cái lọ đông trùng hạ thảo đấy là 10 gram, mình có thể pha với cả nước nóng này, hoặc là mình uống thì mình sẽ ăn cả con, hoặc là mình có thể nấu cháo, hầm gà, có rất nhiều cách để dùng đông trùng hạ thảo mỗi ngày. Nhưng mà cái cách mà mọi người hay dùng nhất đấy là mình sẽ hãm đông trùng hạ thảo giống như là trà và mình uống hàng ngày. Thì mình uống hàng ngày đâu đó là mình đang đưa các cái dưỡng chất tốt vào trong cơ thể mình và nó không thể có tác dụng ngày một ngày hai, nên mọi người cần kiên trì sử dụng một lọ đông trùng hạ thảo thì nó sẽ dùng được khá là lâu, từ 2 cho tới 3 tháng. Thì và nó có tác dụng tốt như thế thì Tâm khuyên rằng là mọi người nên mua để mình uống này. Mình uống thì giúp cho mình có sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, giảm căng thẳng, mệt mỏi, stress, và cũng giúp cho da của mình hồng hào, xinh đẹp hơn nữa. Còn nếu mình chưa có điều kiện thì mình có thể ưu tiên trước cho bố mẹ của mình, bởi vì là bố mẹ của mình về già thì cái cơ thể nó cũng lão hóa hơn và nó không khỏe được như là cơ thể của mình nữa, thì mình ưu tiên cho bố mẹ mình trước.
Mình sẽ mua biếu cái sản phẩm này cho bố mẹ. Và ai còn có những cái câu hỏi liên quan đến đông trùng hạ thảo, rằng đông trùng hạ thảo có những loại nào, có những cách chế biến nào hoặc sử dụng như thế nào, thì mọi người có thể comment và inbox cho Tâm để Tâm có thể trả lời. Và mọi người cũng theo dõi thêm cái kênh YouTube này của Tâm để Tâm có thể chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức khác về chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như là cho cha mẹ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.